mời các em xem đề nào. Rất là dễ thương. Đây là một cái bạn nhỏ bị té ngã. Và sẽ có một số người họ có những cái ý kiến rất là khác nhau về cái việc té ngã hay là khóc bất hạnh gì vân vân của cái bạn nhỏ đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là đây cũng là cái thái độ thường thấy, thái độ khác nhau thường thấy của con người trước cái nỗi đau hay là bất hạnh của người khác. Và đề yêu cầu các em rằng mình hãy viết một bài văn nghị luận xã hội ngắn, khoảng một trang giấy thi, để trình bày suy nghĩ của mình về một trong ba thái độ trên. Các em cần chú ý cho cô rằng cô đã đặt ra là một trong ba và mình đã in đậm ở trong đó. Có nghĩa rằng là đây là một cái đề mà mình có sự lựa chọn. Trong cái việc đi dạy của cô thì cô có rất là nhiều kỷ niệm vui với các bạn học sinh mà thi tuyển sinh 10. Chẳng hạn như đề thi năm ngoái á, thì cô nhớ rằng là nó có ra hình mấy cái cây. Và bạn thì chọn cái cây số 2, bạn thì chọn cái cây số 3, bạn thì chọn cái cây số 4. Không có bạn nào lựa chọn giống bạn nào cả. Tuy nhiên là các bạn chạy về và các bạn mếu máo nói với cô rằng là mình làm sai mất rồi, mình không có chọn giống như người khác. Không sao cả các em ạ. Việc lựa chọn như thế nào đó là tùy thuộc vào cái nhìn nhận, cái cảm quan là các em sẽ làm tốt ở cái sự lựa chọn đó, chứ không phải là mình lựa chọn không giống bạn thì là mình sai. Bởi vì cái điều quan trọng của cái bài nghị luận xã hội này vẫn là cái sự lập luận. Chẳng hạn như ở đây mình sẽ thấy là có những cái thái độ rất là khác nhau. Ví dụ như là có người cho rằng việc người ta gặp cái nỗi đau hay là cái bất hạnh đó là đáng đời, có nghĩa là cái người đó xứng đáng bị như thế. Có người thì lại thương cảm và giúp đỡ, đó là cảm thấy thật tội nghiệp. Rồi có người thì cảm thấy ủa đó đâu phải là chuyện mà mình cần phải quan tâm. Sao tôi lại phải quan tâm một người mà tôi không hề quen biết như vậy? Như vậy thì có rất là nhiều cái cảm nhận khác nhau trước cái nỗi đau hay sự bất hạnh của người khác. Vậy chúng ta sẽ xử lý đề này như thế nào?